Chào các khán giả của kênh Vũ Thi Home. Kênh Vũ Thi Home biết phương châm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay gia đình Vũ Thi Home đang ở tại Ô Môn để chia sẻ cho các bạn một cái quán buffet Ô Môn, đó là quán ăn gia đình 86 giờ, khai trương thêm buffet Ô Môn nướng lẩu, thời gian bắt đầu từ 15 giờ đến 22 giờ tại khu vực 10, phường Chia Dân Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Các khán giả có thể đi từ ngã ba Ô Môn về hướng Cần Thơ, chưa đến cầu tắc Ôn Thục, nhìn phía bên tay trái có để cái bảng là quán ăn gia đình là 86, và có treo bảng băng rôn là buffet Ô Môn, rất dễ nhìn. Với phương châm của quán là nướng thả ga, không lo về giá, với trên là 50 món cho quý khách lựa chọn, nướng lẩu, trái cây, bánh, chè, với giá chỉ có 129.000 đồng. Rồi xin mời các bạn theo chân Vũ Thi Home để cùng trải nghiệm và những món ăn ở đây nha. Xin mời các bạn. Tự đeo hả? Dạ tự đeo. Tự đeo sao? Đây đây đây. Đây đây, đây giùm mấy. Dạ hả? Dỡ ra vậy. Đây giùm mấy. Dỡ cái keo rồi thấy rồi. Cho các bạn. Đeo vòng. Đeo vòng nè. Đó. Bị. Đó. Ai Bi cũng đưa tay lên kìa. Bi có đeo vòng không? Bi miễn phí mà Bi đâu đeo vòng. Chạy chạy vô đây. Đi đi vô vô vô. Mua gì vậy? Mua gì vậy? Hả? Nói. Có mua nước này vậy? Nghe nè. Mình cứ lấy đồ ăn đi, tại mình cứ để đây này lấy cái này. Thôi thôi vậy rồi.
dễ. Rồi, rồi biết được rồi. Rồi đi về. Hả? Muốn ăn gì nói ơi. Muốn ăn gì nói con nhắc con ăn.